Kinh văn cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai chứng được quả vị bồ đề. Giảng cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai. Hàng hữu lậu trong tương lai bao gồm cả chúng ta, những người đang ngồi học trong pháp hội này. Chúng ta bây giờ chính là hàng hữu lậu trong tương lai được đề cập lúc ấy. Ai cũng phải trải qua quá trình hữu lậu trước khi được công nhận là chứng được quả vị thứ tư của hạng A-la-hán. Hữu lậu có nghĩa là những điều sai lầm. Chẳng hạn, nếu có ai thích uống rượu, người ấy được gọi là tửu lậu. Nếu có ai thích hút thuốc, người ấy được gọi là yên lậu. Nếu có ai thích ăn ngon, người ấy được gọi là thực lậu. Nếu có ai thích mặt đẹp, người ấy được gọi là y lậu. Nếu những ví dụ này chưa được rõ ràng, tôi sẽ nói theo cách khác. Nói chung, bất luận quý vị thích cái gì nhất thì đó gọi là lậu. Quý vị sẽ có ý kiến: tôi thích ngồi thiền nhất nên được gọi là thiền lậu chăng? Điều ấy khác hẳn. Thiền định giúp quý vị hướng thượng. Khi tôi nói đến cái gì quý vị thích nhất, đó là những thứ gì làm quý vị chìm đắm. Nếu quý vị thích những thứ khiến mình bị chìm đắm thì đó gọi là lậu. Hữu lậu không chỉ có nghĩa là những việc quý vị đã làm trong quá khứ. Nếu có một vọng niệm cứ khuấy động trong tâm, quý vị nghĩ rằng ta vốn đã có sai lầm như vậy, nay ta đã thay đổi, nhưng ta vẫn nghĩ về nó và muốn tái phạm lại, đó là một ý tưởng hữu lậu, nên nó thật là mãnh liệt. Lúc ấy quý vị chỉ biết để mặc cho vọng niệm khuấy động tâm mình và quý vị sẽ bị chìm đắm. Còn nếu tâm quý vị bất động thì quý vị sẽ được thăng hoa. Quả vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của hàng A-la-hán chưa được gọi là vô lậu. Khi chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi mới được gọi là vô lậu. Bây giờ Đức Phật nói để khiến cho mọi người còn trong hàng hữu lậu chứng được quả vị bồ đề. Làm sao để chứng được quả vị bồ đề? Quý vị cần phải đạt được vô lậu. Nếu quý vị còn hữu lậu thì không thể nào mong chứng được quả vị bồ đề. Quý vị có muốn tử chăng? Quý vị đã là kẻ hữu lậu vì quý vị đã thử từ vô thủy đến nay rồi. Thế nên đừng tiếp tục mê mờ nữa. Đừng hành xử như thể chưa từng bao giờ nghe tôi giảng rồi cho rằng có lẽ sư phụ chẳng đề cập đến sai trái của mình. Ở đây có rất nhiều người nên chắc chắn sư phụ nói về một người nào đó. Lỗi lầm nhỏ nhặt của mình đâu có vấn đề gì nghiêm trọng. Ta còn yêu thích thói quen ấy và chưa muốn từ bỏ nó. Sao vậy? Vì sư phụ chưa đề cập đến mình. Có lẽ sư phụ nói đến người nào khác. Nhưng quý vị không nên tự mình làm trò ngu xuẩn, vì quý vị sẽ đánh mất cơ hội thành Phật. Từ vô thủy đến nay, quý vị đã trôi lăn sinh tử trong cõi ta bà này. Sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, lang thang mãi không thấy lối quay về. Thật là điên đảo. Nay quý vị đã gặp được Phật Pháp, quý vị nên nhanh chóng quay đầu, dũng mãnh và tinh tấn thức tỉnh. Đừng tiếp tục rong ruổi lang thang mà quên đường về. Ha ha ha, 问什么的说呵